Dạ, mến chào quý cô chú anh chị đã ghé thăm kênh LTK Bonsai. Thì hôm nay kênh trả lời nhà vườn của anh Ngọc. Địa chỉ ở cầu Xây, xã Tân Nhân Đông, Tân Vạn Đông nha quý cô chú anh Châu chị. Huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Đó. Thì giao lưu đến quý cô chú anh chị mình một lô bông giấy ha, cũng cây lớn nha. Đây, chào anh Ngọc. Dạ, em xin chào quý cô chú anh chị mình bên kênh LTK Bonsai. Dạ, hôm nay em về được một số phôi hoa giấy Mỹ. Giao lưu cùng quý cô chú anh chị mình, rất mong được sự ủng hộ cùng quý cô chú anh chị mình. Thì em cũng chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị mình trong thời gian qua đã ủng hộ em. Em chân thành biết ơn rất là nhiều. Thì cũng không làm mất thời gian cùng quý cô chú anh chị mình. Thì đợt này em về hoa giấy Mỹ hơi nhiều, rất mong được sự ủng hộ cùng quý cô chú anh chị mình. Thì hôm nay thì những cây rất là đẹp thưa quý cô chú anh chị. Những cây rất là đẹp, cây phơm cao. Mấy cây này mình chơi phơm dù, phơm gắt cẩm này kia rất là đẹp, mình về mình ghép vô ngũ sắc đồ theo quý cô chú. Rồi em cũng xin phép vô đo thông số và vành cây để báo cho cô chú anh chị mình ha. Dạ, cái chiều cao cây này thì nó rơi đâu đó tầm khoảng 1m9 ha quý cô chú. Cây này hoa giấy Mỹ ha, hồng cánh sen. Hoa nằm mặt hoa nó là hồng cánh sen. Chiều cao của em nó là 1m9. Cây không lỗi lầm gì hết quý cô chú. Đó. Cây có cái bệ đế cực kỳ là đẹp. Em mua rẻ thì em giao lưu rẻ cùng quý cô chú anh chị mình ha. Giá cực kỳ là yêu thương. Cây đẹp lắm ha quý cô chú anh chị. Mấy cây này thì quý cô chú anh chị mình về là trồng luôn vẫn được nha. Dạ em xin phép em đo ha. Em đo ở đây đi. Em đo ở trên thân đây cho quý cô chú. Vành của em nó là 44. Rồi em đo ới xuống đây cái cũ nè. Cái cũ của em nó là 64. Cây mã số, cây này cây mã số là chữ B1 ha quý cô chú. B1 này em giao lưu cùng quý cô chú anh chị mình 1.900.000. Em bao sống bao ship cho quý cô chú anh chị mình tặng nhà 1.900.000. Cây mã số B1. Dạ em xin phép xuống cây. Rồi xuống cây. Dạ tiếp theo em lên giao lưu cùng quý cô chú anh chị mình. Cây mã số là B2. Cây này nó có một cái phơm bay. Cây này nó có một cái phơm bay rất là đẹp theo quý cô chú. Thì cây hoa giấy Mỹ mà nó được như thế này cũng rất là già cây. Dáng cực kỳ là đẹp. Rất mong được sự ủng hộ cùng quý cô chú anh chị mình ha. Rồi em xin phép em đo cái chiều cao. Chiều cao cái cây mã số B2. Chiều cao thì nó rơi tầm khoảng 1m7 đến 1m8 ha quý cô chú. 1m7 đến 1m8. Cây không lỗi lầm, cây thì đâm chồi sống khỏe. Em giao lưu cùng quý cô chú anh chị mình ha. Em đo cái hoành thân. Hoành thân của em nó ngay vị trí này là 42. Đó, em tính 41. Cái cũ nè, bệ cũ nó rất là lớn ha quý cô chú. Cây không lỗi lầm gì ha. 64. Cái cũ là 64, hoa giấy Mỹ. Cây này thì quý cô chú anh chị mình về cứ trồng cho em thoải mái ha. Bên em bán là bao sống bao ship cho quý cô chú anh chị mình tặng nhà, cứ yên tâm chơi. Rồi cây mã số B2, cây hoa giấy Mỹ này, dáng này thì dáng bay ha quý cô chú. Cây này em giao lưu cùng quý cô chú anh chị mình là 1.800.000. Em bao sống bao ship cho quý cô chú anh chị mình tặng nha. Dạ em xin phép xuống cây mã số là B2. Bỏ cái bít đít, bỏ cái đít đi, bỏ cái đít đi. Bỏ cái đít đi. Cái bầu á. Gá nè. Rồi. Dạ, tiếp theo là em lên giao lưu cùng quý cô chú anh chị mình cây mã số B3. Cây này nó cao lắm ha quý cô chú. Cây này nó có cái phơm gắt cẩm ha. Đó, mấy cây này thì quý cô chú anh chị mình nhà mình có cổng rào đó, bây giờ mình ghép vô. Mình dựng chức cổng rào, mình ghép ngũ sắc vô mình chơi ha. Cây bên em bán là không có lỗi lầm. Có lỗi lầm em báo cho quý cô chú anh chị mình hết ha. Rồi dịnh giùm em ạ. Đứng lên chút xíu. Dạ cái chiều cao của em nó rơi tầm khoảng 2m rưỡi ha quý cô chú. 2m rưỡi ha. Đợt này em về hoa giấy Mỹ hơi nhiều. Lô vừa rồi thì em cũng giao lưu thành công.
À, hết, em cũng chân thành biết ơn rất là nhiều. Chiều cao 2,5 m em đo cái hoành thân. Hoành thân của em nó là 48 hả quý cô chú. Hoành thân là 48. Cái bệ cũ của em nó rất là lớn hả quý cô chú. Bệ cũ của em nó tới 70. Bệ cũ là 70. Cây không lỗi lầm hả quý cô chú. Mấy cây này quý cô chú anh chị mình chơi đáng đồng tiền bát gạo ha. Đó, cái cũ cực kỳ là đẹp luôn, không có một cái điểm lỗi để cho quý cô chú anh chị mình ha. Cây mã số B3. B3 này em giao lưu cùng quý cô chú anh chị mình là giá 4.200.000. Em bao sóng bao ship cho quý cô chú anh chị mình tặng nhà ha. Cái dòng hoa giấy Mỹ mà nó già cây như vậy nè, quý cô chú anh chị mình chơi rất là tiềm năng nha. Dạ, em xin phép xuống cây mã số là B3. Rồi, để nằm xuống đây luôn. Để nằm xuống đây luôn. Rồi, lấy giò đi. Lên lấy cây nhỏ này lên. Cây nhỏ này, nhỏ trong này. Không sao. Rồi, tiếp theo là em lên giao lưu cùng quý cô chú anh chị mình cây mã số là B4. À, cây này nó có cái dáng trực lắc rất là đẹp ha quý cô chú. À, rất là duyên cây ha. À, rất là duyên cây, nó lắc lượng ha. Đâm chồi sống khỏe hết ha quý cô chú. Cây mã số B4. Cũng là hoa giấy Mỹ. Rồi, em đo cái chiều cao. Dạ, chiều cao của em nó tầm khoảng 2 m ha quý cô chú. Chiều cao 2 m. À, thì cái cây hoa giấy Mỹ này nó cũng già cây lắm quý cô chú ơi. Rất là già cây ha. Nó già, nó nứt nẻ hết trơn. À, cây không có điểm lỗi ha. Rồi, em xin phép em đo cái hoành thân. Dạ, cái hoành thân nó ngay vị trí em nó là 46, em tính 45. Mấy cây này cũ đặc không, không có lỗi lầm gì hết thưa quý cô chú. Rất là duyên cây ha. Dạ, cái cũ của em nó là nó 69. Cũ 69. Mấy cây này quý cô chú anh chị mình chơi rất là tiềm năng ha. Cây mã số là B4. Cây này em giao lưu cùng quý cô chú anh chị mình giá là 1.900.000. Em bao sóng bao ship cho quý cô chú anh chị mình tặng nhà. Dạ, em xin phép xuống cây mã số B4 ạ. À, một người cái đầu, người cái đít đó. Dạ, tiếp theo là em lên giao lưu cùng quý cô chú anh chị mình cây mã số là B5. Rồi, để đi. Cũng là hai giấy Mỹ. Mấy cây này mình chơi phơm gác cổng được hả quý cô chú. Mà giá rất kỳ là yêu thương ha. Tại vì em mua giao lưu mà giá nói thì em để cho quý cô chú anh chị mình chơi cùng em. À, có tiềm năng. Mấy cây này về quý cô chú anh chị mình ghép ngũ sắc vô là hết bài ha. Cây không lỗi lầm. Dạ, cây lắm quý cô chú ơi. Dạ, em xin phép em đo hoành thân cây mã số là B5. Chiều cao của em nó thì nó rơi tầm khoảng 2 m. 2 m, cỡ như 2,5 m đó quý cô chú. 2,5 m á, chiều cao á. Mấy cây này về quý cô chú anh chị mình đánh ngũ sắc vô cực kỳ là quýt nha. Cây không lỗi lầm. Đặt 100%. Chiều cao 2,5 m. Cây bể đới cực kỳ là đẹp hả quý cô chú. Rồi, em xin phép em đo cái hoành thân. Cây không lỗi lầm ha. Có lỗi lầm em báo cho quý cô chú anh chị mình. Em đo lúc nào cũng ở trên. Hoành của em nói ngay vị trí này là 48. Em tính 47 ha. 47 chuẩn đi. Cái bệ cũ của em nói em đo tham khảo thôi quý cô chú ơi. Đó. Bệ cũ của em nói tới 71 nè. Bệ cũ là 71 cũ đặc đó. Cây không lỗi lầm hả quý cô chú. Cây không lỗi lầm gì hết. Rất mong được sự ủng hộ cùng quý cô chú ha. Cây mã số là B5. Hai giấy Mỹ. Cây này về quý cô chú anh chị mình ghép cực kỳ đẹp. Rồi, cây này em giao lưu cùng quý cô chú anh chị mình là giá là 3.200.000. Em bao sóng bao ship cho quý cô chú anh chị mình tặng nhà. Dạ, em xin phép xuống cây mã số là B5. Rồi, xuống cây.
mã cái bầu đi. Rồi tiếp theo là em lên giao lưu cùng quý cô chú anh chị mình cây mã số là B6. Cái hàng này thì quý cô chú anh chị mình chơi rất là tiềm năng, em nói thật sự luôn quý cô chú. À, thì quý cô chú anh chị mình cái nào mà không rõ chi tiết thì cứ liên hệ qua em ha. Số điện thoại của em giao lưu là 0766902007. À, cây thì nói chung là lắc lượng cực kỳ là đẹp, già cây lắm quý cô chú ơi. Rồi em xin phép em đo cây mã số B6. Cây này nó chiều cao nó tầm khoảng 2m7 hả quý cô chú? À, cả 2m7 đi, 2m7 là chuẩn đi. Cây này nè quý cô chú anh chị mình về đặt lên cái cổng rào là hết bài luôn ha. À, cực kỳ là đẹp. Rồi quay một vòng cho quý cô chú anh chị mình xem ha. Cây không lỗi lầm, đặc biệt là cây không có lỗi nha. À, quá trời cây nó whip quý cô chú ơi. Đợt này em giao lưu cây whip không. À, rồi em xin phép em đo cái hoành thăng, hoành thăng đi quý cô chú. À, em đo ở trên đây cho quý cô chú ha. Rồi dịnh em ha. Em đo cái hoành thăng nó ngay vị trí của em, nó tuốt ở trên này là nó 44, tính 43. Hết sức cái cũ quý cô chú, cái cũ cực kỳ là whip. À, cái cũ nó ngay vị trí này của em nó là 73, tính 72. Cây mã số là B5 phải không? B5. B6. B5 hay B6? 1, 2, 3, 4, 5, B6 hả quý cô chú? Dạ cây mã số B6 này em giao lưu cùng quý cô chú anh chị mình là giá 5.700.000. Em bao sóng bao ship cho quý cô chú anh chị mình tặng nhà. Một cây như thế này cực kỳ là đẹp ha. 5.700.000. Dạ em xin phép xuống cây mã số là B6. Dạ. Để đại đi. Đó, để đại đi. Anh bước lên anh mở cái, lấy cái, mở cái cọng dây trên cây lên đó nè. Dạ tiếp theo là em lên giao lưu cùng quý cô chú anh chị mình cây mã số là B7. Cũng là hoa giấy Mỹ. Mấy cây này nó già cây lắm quý cô chú ơi. Cực kỳ là già cây ha. Mà mấy cây này thì quý cô chú anh chị mình chơi rất là tiềm năng. Nó năng cây nó đều lên tới trên ngọn luôn á quý cô chú. Đó. Già cây lắm luôn. Rồi dịnh giùm em cái ha. Ừ. Dạ cái chiều cao thì cây này nó rơi đâu đó tầm khoảng 2m7 đến 2m8. Thì em tính là 2m7 đi. 2m7 đến 2m8 đó. À, cây rất là cao. Cây thì nó có một cái bệ cũ như gì nè quý cô chú. Cũ đặc cực kỳ. À, mấy cây này nó già cây nó lên móc hết trơn. Rồi em xin phép em đo cái hoành thăng. Em đo cái hoành thăng vị trí của em nó là nó 54. 54 là chuẩn hết quý cô chú. Đó. Nói chung là em đo cho quý cô chú anh chị mình cứ yên tâm. Đó. Thì cái hoành cũ của em nó tới 75 quý cô chú ơi. Hoành cũ 75. Cây mã số là B7. Hoa giấy Mỹ hồng cánh sen. Dạ cây này em giao lưu cùng quý cô chú anh chị mình là giá 6.500.000 á. Em bao sóng bao ship cho quý cô chú anh chị mình tặng nhà 6.500.000. Mấy cây này quý cô chú anh chị mình chơi đặc biệt luôn. Rất là tiềm năng ha. Dạ em xin phép xuống cây mã số là B7. Rồi xuống đi. Rồi dựa vô. Rồi dựa vô đây thôi. À, quý cô chú anh chị mình mà chơi mấy cái hàng phơm cao thì cứ alo cho em nha. À, cây này là cây hoa giấy sắc pháo màu hồng. Cây này về quý cô chú anh chị mình là trồng luôn. Chơi phơm dù cực kỳ là đẹp. Cây mã số là B8. Hoa giấy sắc pháo màu hồng. Cây không lỗi lầm gì hết quý cô chú. Đặt toàn diện hết ha. Rồi dịnh ở trên này nè. Dịnh ở trên này cho nó nhẹ. Ừ quay. Dịnh trên vậy đó. Cây này về gác cẩm cũng được mà mình chơi phân dù cũng được hết quý cô chú.
Dạ, chiều cao cây này nó rơi tầm khoảng 2,5 m á quý cô chú. 2,5 m, hai giấy sắc pháo màu hồng. Cây đặc quẹo không có điểm lỗi hả quý cô chú. Rồi, Vĩnh Yên cho em đo cái thông số cho quý cô chú anh chị mình ha. Dạ, hoành thân của em nó ngay vị trí này là 37. Ở dưới đây cái bệ cũ dữ lắm hả quý cô chú. Hoành là 37. Cây này thì quý cô chú anh chị mình về đặt lên chậu mình trồng luôn. Cây này mình vô chậu 6 nha quý cô chú. Mấy cây này đẹp lắm, mấy không có lỗi lầm gì chân. Cây thì đâm chồi sống khỏe hết rồi quý cô chú ơi. Đặt toàn diện ha. Có lỗi là em báo cho quý cô chú liền. Cứ yên tâm chơi. Cây có lỗi là em báo liền cho quý cô chú ha. Ở mình có sao mình báo như vậy cho nó dễ. Cây mã số B8. Cây này em giao lưu cùng quý cô chú anh chị mình là giá 3.200.000. Em bao sắm bao ship cho quý cô chú anh chị mình tặng nhà. Dạ em xin phép xuống cây mã số B8 ạ. Rồi, vô đây. Rồi, để em đây. Giá vô đây thôi. Rồi, lên cây này luôn, lên cây này luôn, lên cây này luôn. Lên cái bầu thôi. Cây này đẹp lắm quý cô chú ơi. Cây này đứng gì là quay luôn. Cây này nó có một cái form bay cực kỳ là đẹp nha. Đứng gì nè, đứng gì quay là đó. Cây này rất mong được sự hộ cùng quý cô chú anh chị mình chơi là form tiểu cảnh, phong cảnh nhưng được. Có điểm lỗi em báo cho quý cô chú ha. Dịnh cho là, dịnh cho là. Rồi, dịnh nha, dịnh trên nè, dịnh trên đây nè, dịnh trên đây nè. Dịnh ra này rồi, ok. Ok. Đẹp lắm quý cô chú ơi. Nói chung là mấy cây này mà giờ quý cô chú anh chị mình đặt lên là chơi là hết bài luôn. Rồi. Rồi dịnh nha. Hai cây này hai người dịnh nó nặng cái đầu. Quá trời cây. Thấy vậy chứ cây này nặng lắm quý cô chú. Thì cái cây này em đo cái tấn chiều bay đi. Chiều bay tới cái điểm này nó 1,20 m. 1,20 m là tới cái điểm này hả quý cô chú. Lên tới đây đi, lên tới đây 1,35 m nữa là nó cả khoảng 2,5 m á. Tổng chiều cao của nó, tổng cái cây này nó 2,5 m đó. Hoa giấy sắc pháo màu hồng hả quý cô chú. Rồi cái cây này á thì nó có một cái điểm lỗi ở đây thì em đã xử lý rồi cho quý cô chú rồi. Dịnh nó trên đây nè anh Lộc, dịnh trên đây đó. Cây em đã xử lý là tuyệt đối ok 100% rồi. Tới thịt trắng hết ha. Không còn ảnh hưởng vô bị hư hao gì nữa. Kêu bằng cái này là lũa này, lũa nghệ thuật. Lũa nước nha quý cô chú, lũa nước nha. Ở trên này mưa xuống là nó chảy xuống luôn. Một điểm duy nhất. Em đo cái hoành thăng. Em đo cái hoành thăng vị trí này nó 53, em tính 52. Thì cái cây này nó có cái củ ở dưới đẹp lắm. Cây này là hoa giấy sắc pháo màu hồng ha quý cô chú. Không có một điểm đó thôi. Còn ở dưới trên thân này kia là cây đặc hết á. Không có hư hao gì hết á quý cô chú. Bể đế cực kỳ là đẹp. Dạ cây mã số này là B9. B9 này em giao lưu cùng quý cô chú anh chị mình là giá là 3.800.000. Em bao sống bao ship cho quý cô chú anh chị mình tặng nhà nha. Cây này là cây hoa giấy sắc pháo màu hồng B9. Dạ em xin phép xuống cây ạ. Xuống đây luôn. Rồi đây đây em quay cái đầu vô cái được rồi. Quay cái đầu vô cái quay cái đầu vô đây là được. Không có đưa lên đây nè. Rồi tiếp theo á là em cố gắng em lên ghi hình cho rõ cái cây này ha. Lên anh đó. Cây này whip lắm quý cô chú ơi. Dịnh giùm em nghe, dịnh trên này xây xe theo luôn, xây theo luôn. Đó. Dịnh trên xây theo luôn cho nó đẹp. Một người thôi, một người đó, xây vậy đó cho quý cô chú anh chị mình thăm chiêm ngưỡng nha. Cây đẹp lắm quý cô chú ơi. Hoa giấy Mỹ. Cây này chủ nhà chia sẻ với em thì cây này nó trên khoảng 20 năm.
cực kỳ là cái cây nó già. Đó, nhìn giùm em. Cây này là cây mã số B10. Cái bệ cũ của em nói là quý cô chú. Đó, em ôm vô gì nè. Đó, không hết luôn ha. Chiều cao, em đo cái chiều cao báo cho quý cô chú ha. Chiều cao mà tính ở đây thì nó rơi tầm đó tầm khoảng 2m2 ha quý cô chú. 2m2. Cái này chơi phơm dù, vừa chơi thăng, vừa chơi cũ. Cây không lãi lầm, đặt 100%. Chiều cao 2m2. Quá trời cây quý cô chú ơi. Cây này chủ xà, chủ nhà chia sẻ với em là trên 20 năm. À, tại vì cái cây này nó nằm ở dưới đất đó quý cô chú. Chứ còn mà trồng công nghiệp thì nó mau lắm. 2-3 năm mà, 2-3 năm là cái cây của mình là cái cũ nó dì phì rồi. Nhưng mà cái cây đặc biệt là cái cây nó già. Đặc biệt cái cây nó già, nó chảy xệ thịt hết trơn nè quý cô chú. Nè. Nó già, nó lên lọc ha. Rồi, em xin phép em đo cái hoành thăng. Rồi, em dịnh em, dịnh em gì đi, dịnh em gì, em đo cái hoành thăng. Hoành của em nói em đo tuốt ở trên là nó 53 chẩn ha. Hoành 53. À, đâm chồi sống khỏe hết thế quý cô chú. Hả? Thì em đo cái bệ cũ đi. Cái bệ cũ của em nó kinh lắm quý cô chú ơi. Bệ cũ của em nó là 98. Hả? 98 ha. Cây ở dưới đây là em bao cho quý cô chú anh chị mình soi ha. Cây không có một cái điểm mà để cho quý cô chú anh chị mình dữ lắm cái cây quý cô chú ơi. Đặc biệt con cái là cái cây hoa giấy này nó lâu năm, nó chảy xệ thịt chân nè quý cô chú thấy không đó, thịt đó, nó xệ thịt chân ha. Cây mã số nãy là B9 không không B11. Ờ, 12 cây chứ. B10. À, hả? B10, cây này em giao lưu cùng quý cô chú anh chị mình là giá 13 triệu 500 ngàn. Em bao sống bao ship cho quý cô chú anh chị mình. À, quý cô chú anh chị mình thấy yêu thích thì hãy alo cho em. Thì cái cây này là rất là già cây hả quý cô chú. Cây mã số B10. Cây này là hoa giấy Mỹ hồng cánh sen. À, thịt già chảy xệ. Dạ em xin phép xuống cây mã số B10. Rồi xuống này, này. Hai người cái bầu đi, hai người cái bầu đi. À. Rồi thôi. Ok. Dựa vô đây luôn. Không, không sao. Đó. Rồi cái cây này thì mình lôi ra ngoài này thôi, dẹp cái bàn này cái mình lôi ra ngoài cho nhờ camera chạy ra. Xích ra ngoài thôi. Rồi. Ở cái này thì không có lên nổi rồi quý cô chú ơi. Nhờ camera chạy thôi. Camera chạy thôi. Cây này chịu rồi. Cây này quá khứ cái cây này rồi quý cô chú. Cái cây này thì cũng là hoa giấy Mỹ hồng cánh sen. Cây này là mã số B11. Cũng là cây cuối clip của em. Cây này quý cô chú anh chị mình ở ngoài mà nhìn gặp nó ghê lắm. Cực kỳ cái cây này luôn. Đó. Cây này thì nói chung nếu mà tìm á, thì nó giờ hiện tại bây giờ nó căng lắm. Không có đâu quý cô chú ơi. Em nói thật sự chia sẻ cho quý cô chú ha. Cái cây mà nó được như thế này, nó hoàn hảo như gì thì nó hiếm lắm. Mỹ luôn. Cây này là Mỹ Duyên nha. Hồng cánh sen nha. Không chiều cao đi. Chiều cao cây này nó rơi đâu đó tầm khoảng từ 2m8, 2m7 đến 2m8 hả quý cô chú. Đó, rất là cao. Cây này nó chuẩn bài lắm quý cô chú ơi. Cây này không có điểm lỗi đâu. Đó, em nói thật sự luôn chia sẻ cho quý cô chú chứ cây Mỹ mà nó được như vậy thì nó cũng rất là hiếm ha, rất là hiếm. Quý cô chú anh chị về là cứ ghép luôn cho em. Tại vì cây này không dài về cũng hơi lâu. À, thì về là mình ghép luôn. À. À, về là mình ghép luôn hả quý cô chú. Không có điểm lỗi nha. Em báo rõ cây mình không có điểm lỗi.
À, có lỗi thì em sẽ báo ha. Rồi em xin phép em đo cái hoành thăng. Hoành thăng cây mã số là B11, cũng là cuối clip của em. Em đo ở đây đi, em đo ở đây trên đây vị trí này cho quý cô chú ha. Vị trí của em nó là thứ nhất là 64 là vị trí chuẩn. Đó. Em đo cái cũ nè, cái cũ ở dưới đây cho quý cô chú anh chị mình xem để tham khảo nè. 1m02. À 1m03 em tính 1m02 là nguyên một cái cũ đặt nha. Cây không có điểm lỗi. Dữ lắm quý cô chú ơi, ở ngoài mình nhìn gặp cái cây này Vinh không có nổi đâu. Đế là bốn mặt đều đủ hết. Quá đẹp cái cây này thì quý cô chú anh chị mình chơi cây này quá đẹp luôn á quý cô chú. Em nói thật sự luôn á. Giờ tìm những cái cây dòng như thế này rất là hiếm nha. À. Đâm chồi sống khỏe để cho quý cô chú anh chị mình chơi yên tâm hơn ha. Thì cái cây mã số B11 cũng là cây cuối clip của em. À, cây này em giao lưu cùng quý cô chú anh chị mình là giá là 17.500.000. Em bao sống bao ship cho quý cô chú anh chị mình tặng nha. À, thì số điện thoại của em là 0766902007. À, là em ở xã Tân Nhận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Và em cũng chân thành quý cô chú anh chị mình thời gian qua đã ủng hộ em hết clip, em cũng chân thành biết ơn rất là nhiều. Và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị mình thì một cái video sau. Và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị mình sau.